Chào các bạn, trong thời gian vừa qua thì Google đã cập nhật cái ứng dụng chỉnh sửa ảnh là Google Photos trên cái nền tảng Android, và nó có rất là nhiều những thay đổi, rất là nhiều những nâng cấp, trong đó là thay đổi lớn nhất là về mặt giao diện và những tính năng. Trong đoạn video ngắn này mình sẽ chia sẻ cái trải nghiệm và giới thiệu cho các bạn về những cái tính năng, những cái trải nghiệm mới ở trên cái ứng dụng chỉnh sửa ảnh Google Photos. Đây là Google Photo của mình, các bạn thấy đây là một cái thư viện tất cả những hình ảnh mình đã chụp bằng cái Iris Pro, cũng như là những hình ảnh mình đã đồng bộ trên mây xuống. Rồi khi mà các bạn bấm vào cái nút chỉnh sửa ảnh này thì một cái giao diện hoàn toàn mới nó sẽ xuất hiện. Cái giao diện này nó trực quan, nó đẹp hơn so với lại cái giao diện cũ. Ở cái giao diện cũ các bạn thấy những cái nút Google họ làm nó nhỏ nhỏ, nó không trực quan và chúng ta rất là khó để sử dụng. Nhưng bây giờ trên cái Google Photos hệ mới này thì các bạn sẽ thấy ngay là ba cái nút to ở trên, bao gồm là cái tính năng mình sẽ gọi là tự động chỉnh sửa, và hai cái nút còn lại nó sẽ tùy thuộc vào ngữ cảnh từng cái bức hình mà nó sẽ có những nút chức năng đó. Còn ở phía dưới này thì là bên cạnh những nút gợi ý này thì chúng ta sẽ có ngay cái phần là crop hình này, sau đó đến chỉnh sửa, rồi là áp bộ lọc màu, và cái phần cuối cùng đó là các bạn sẽ chỉnh sửa cái ảnh này bằng một cái app ở ngoài, đó có thể là Snapseed hay là Photoshop Express. Markup là cái tính năng cho phép các bạn thêm những cái đánh dấu vào cái hình này. Đây cũng là một tính năng rất là hay, nếu các bạn muốn đánh dấu một cái phần nào đó của tấm hình mà các bạn gửi cho Brave đó thì các bạn có thể dùng ngay ở đây, nó khá là tiện. Rồi đây là cái phần crop này. Cái phần crop thì các bạn sẽ thấy là các bạn sẽ chỉnh độ nghiêng của hình như này đó. Nếu mà hình nó bị hơi nghiêng các bạn sẽ chuyển qua chuyển lại. Đây là xoay này, xoay các hướng khác nhau này. Rồi đó là về crop, các bạn có thể zoom ra như này để các bạn crop lại thành một cái phần nào đó mà các bạn thấy là đẹp nhất và ưng ý nhất theo cái ý của mình. Tiếp theo ở cái phần chỉnh sửa này thì các bạn thấy là chúng ta có rất nhiều cái mục chỉnh sửa khác nhau, và cái giao diện được làm theo chiều ngang, vút qua vút lại như này. Các bạn thấy là chỉnh độ sáng, chỉnh tương phản, chỉnh highlight shadow, rất nhiều các bạn sẽ chọn ở đây. Đây mình sẽ chỉnh vào, chọn vào độ sáng, thì mỗi khi mà các bạn bấm vào cái nút này, từng cái nút chức năng một thì cái máy nó sẽ rung nhẹ một cái để mình biết được là mình đã bấm vào một cái nút chức năng. Và các bạn hãy trượt qua trượt lại như này. Và khi mà các bạn trượt vào cái số 0 ạ, tức là cái mặc định ấy, thì nó sẽ khựng lại một chút để cho các bạn biết là nó đang ở vị trí số 0, tức là cái mức mà chúng ta chưa chỉnh sửa gì hết ạ. Ở đây mình đã chỉnh sửa một chút lên rồi, mình chỉnh sửa một chút sáng lên rồi. Mình nhấn tan xong. Sau đó mình có thể chỉnh tiếp là tương phản hay là chỉnh shadow, các thứ tương tự như là mình vừa thực hiện với các bạn. Cuối cùng thì chúng ta sẽ có cái mục là viền tối đó. Cái viền tối mình cũng hay sử dụng nhiều này. Hình thì mình thường xuống mình cho nó tối một chút ở bốn góc để nhìn cho nó đẹp mắt hơn. Đây là từng cái mục là bộ lọc màu khác nhau. Chúng ta có thể là áp dụng những cái bộ lọc màu này vào cái tấm hình để cho nó đẹp hơn và nhìn nó chất hơn. Họ rất là nhiều, các bạn có thể chọn ở đây. Hay như tấm hình này mình chụp với chế độ Night Mode, thì mình khi mà mình bấm vào nút tự động này thì nó sẽ dùng AI và nó sẽ dùng công nghệ để nó chỉnh sửa cái độ sáng, độ tương phản, tất cả những cái thông số đó để sao cho hình mà cái máy này cảm thấy là đẹp nhất. Và khi mà các bạn bấm vào cái nút tự động này thì những cái ở phần bên dưới nếu mà nó được can thiệp nó sẽ hiển thị thành cái phần màu xanh. Cái này khá là hay để mình biết được là cái máy nó đã can thiệp vào cái thông số nào của cái hình để nó cho ra cái tấm hình như này. Rồi ở trong cái tab gợi ý bên trên thì các bạn thấy hình này nó sẽ có hai cái phần là gam màu ấm hoặc là gam màu lạnh. Mình bấm vào gam màu ấm thì cái hình nó sẽ chuyển sang cái tông màu ấm hơn, tức là màu vàng. Còn khi mà chuyển sang màu lạnh thì cái màu nó thành màu sáng hay là màu xanh để nó nhìn nó lạnh hơn một chút. Để mình tìm một hình khác đây. Đây là một cái hình chụp chế độ chân dung này. Đó, thì khi mà các bạn chọn một cái hình chụp chế độ chân dung như này thì các bạn thấy ngay ở cái tab đầu tiên nó sẽ gợi ý cho các bạn là thay vì cái gam màu ấm hoặc gam màu lạnh thì nó sẽ gợi ý là chân dung đen trắng hoặc là color pop. Color pop là cái tính năng mà nó sẽ chỉ tô màu cho cái phần chủ thể thôi, còn lại những cái phần mà không phải là chủ thể nó xanh đen trắng. Ví dụ mình bấm color pop thì các bạn thấy là cái con chó nó sẽ có màu, còn cái toàn bộ cái phần khung cảnh đằng sau nó sẽ là đen trắng. Đây là một cái tính năng rất là hay ở trên những cái điện thoại Google Pixel và ở trên ứng dụng Google Photos. Do là cái công nghệ AI nó sử dụng cho nên là mình thấy là đôi khi cái việc mà nó xóa màu cho cái chủ thể trong hình nó không chính xác. Với như con chó này, các bạn thấy thì cái phần chân ở phía dưới này nó cũng bị xóa theo phông luôn, nó thành màu đen trắng luôn. Trong cái phần ở chế độ ảnh bình thường thì cái phần chân nó con chó nó vẫn có hơi màu lông, hơi màu vàng như này. Đây là color pop hay đây là đen trắng. Đây, mình chuyển sang chữ đen trắng. Còn đây là color pop. Ở trong phần color focus này thì các bạn cũng có thể chỉnh được cái độ đậm màu cho những cái phần mà nó tô đen trắng. Đây, mình đang chọn 100%, tức là nó là đen trắng hoàn toàn. Thêm một cái hình khác là mình chọn để mình chỉnh cho các bạn xem. Đây là một cái hình mà mình chụp chân dung trên Iris Pro. Và bây giờ mình sẽ chọn chỉnh sửa. Chọn color pop. Thì các bạn thấy là khuôn mặt của chủ thể này
toàn bộ khuôn mặt, áo, da hay những cái gì liên quan đến chủ thể thì nó sẽ không bị bôi đen trắng, còn cái phần xung quanh lại nó sẽ được bôi đen trắng để cho cái hình nhìn nó chất hơn và nhìn nó bắt mắt hơn. Đây là một cái hình thành phẩm. Đấy, cái hình này mình đã chỉnh Colourpop và mình chỉnh thêm một chút nữa thì nó sẽ đẹp như này. Đây là một hình khác. Đấy, những hình này thì nó sẽ có là gam màu ấm hoặc gam màu lạnh mà thôi, chứ không có Colourpop. Đó, mình chỉnh sang lạnh một chút thì nhìn nó đẹp hơn. Tại vì cái hình này nó là màu trắng và màu xanh cho nên mình để chịu rồi. Trước đây thì Google Photos đã có tính năng chỉnh sửa ảnh rồi, nhưng mà nó không được mạnh mẽ, nó không, cái giao diện nó không được trực quan. Nhưng mà mình thấy là từ khi mà Google up lên cái phiên bản mới này thì cái giao diện nó đã nhìn nó đã trực quan và nó đã dễ dùng hơn rất là nhiều, cũng như là nó bổ sung thêm một vài tính năng, ví dụ như là Colourpop mà mình vừa trình diễn cho bạn xem. Google Photos miễn phí ở trên Play Store và cái bản cập nhật nó đang được phát hành cho toàn bộ người dùng Android trên thế giới. Cảm ơn các bạn.